Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Daihatsu Gencha có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 1.2 máy xăng, trước đây mang biển kiểm soát 30A95476. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Daihatsu Gencha X, hàng nhập khẩu nguyên trước toàn quốc, bản hatchback một đầu, 100 cây chất đan, tầm độ 6 lít đến 6 lít rưỡi xăng trên 100 cây số, trang bị la răng đúc 4 bánh. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển quá nhá. Biển Hà Nội rất là có giá trị. Máy chất gầm chắc, côn số ngọt, máy số ngon. Một mẫu xe Daihatsu Gencha sản xuất 2009, số tự động. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Gencha, hàng nhập khẩu các bác nhá, tôn vỏ rất là dày. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác này, lốp dép của nó rất là ok, cua lốp không hề mùn mọt. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng, gương kính chỉnh điện, cụp xòe các bác nhá. Còn đây là phần nội thất của xe này, các bác xem nội thất ghế da trang bị hai màu, màu ghi với màu đen, rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Đây là một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, màu biển Hà Nội, 235 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và ship toàn quốc cho các bác nhé. Xin đến tận cửa nhà cho các bác, đinh tán giằng giật nguyên zin. Phần táp ly của cánh cửa có đằng sau bên phụ. Hốp ở này, tất cả những cái khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mùn mọt. Keo chỉ zin. 235 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Gencha, Gencha X các bác nhá, hàng nhập khẩu, gương kính chỉnh điện, cụp xe, đầu đài nguyên bản theo xe, đề lỗ start top, trang bị túi khí an toàn cho người lái với một người ngồi bên phụ. Táp lô của xe các bác này rất đẹp luôn. Nội thất tươi mới sạch sẽ. Ốc bản lề chưa hề động đến cà lê một lết. Tất cả phần cột kèo, phần cột kèo đinh tán zin. Phần táp ly của cánh cửa có đằng trước bên phụ các bác nhá. Ốc ác nguyên bản, tất cả khung cánh cửa không hề mùn mọt, keo chỉ zin đều tăm tắp. Tích hợp xi nhan báo rẽ bên sườn, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022. Đây là phần lốp của xe này, cửa sổ trời. Phần quả lốp đằng trước bên phụ các bác nhá. Lốp dép rất là ok. Tất cả cua lốp không hề mùn mọt, la răng đúc 4 bánh. Sơn si của nó màu đỏ,
hai cặp đèn pha, hai cặp đèn gầm của xe này rất là sáng bóng đều nhau. Bản hatchback màu đỏ, một mẫu xe tư nhân chính chủ màu biển Hà Nội. Máy chất gầm chắc, côn số ngọt, máy số ngon. Còn đây là phần quả lốp đằng trước bên lái các bác nhá. Các bác xem bốn quả lốp của nó khá là đều nhau luôn. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhá. Xi nhan báo rẽ bên sườn, sơn xi của nó led căng. Đây là phần quả lốp đằng sau bên lái này. Đấy, các bác xem tất cả những cua lốp không một mọt, rất đẹp, la răng đúc. Còn đây là phần cốp sau xe này. Bản một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn xinh xinh các bác nhá, nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu. Tất cả những cái đinh tán máng nước này zin nguyên bản, ốc bác chưa hề động đến ca lê mở lên. Phần lắp cốp này, tất cả các lỗ của nó không hề có dấu hiệu mo méo, keo chỉ zin. Còn đây là phần sàn xe này. Đó, kích trong này, lớp sô cua này. Đó, lớp sô cua nguyên bản các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Đấy, gầm bệ của nó không hề mù mọt. Gầm bệ chắc lịch, số má nhảy đều, sơn xi sạch sẽ các bác nhá. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ màu biển Hà Nội. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Phần keo chỉ các bác nhá, khung cánh cửa không hề mù mọt. Ốc bản lề bật lên xuống. Phần cột kèo đinh tán nguyên zin, nội thất sạch sẽ đẹp đẽ. Phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện, cụp xòe nguyên bản theo xe. Keo chỉ, khung cánh cửa không hề mù mọt. Tất cả những cái nút kính chỉnh điện, gương cụp xòe, chìa khóa thông minh. Tem mát theo nhà máy sản xuất. Ốc ác chưa hề động đến ca lê mở lên. Phần đinh tán răng giật. Đó, đinh tán răng giật nguyên bản. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần bô lăng của xe. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này, để lổ slot top các bác nhé. Đấy, con này là chìa khóa thông minh nên là
Đó, để lỗ thôi các bác nhé. Điều hòa của nó rất là mát. Phần táp lô này, phần quả số này, phanh tay này, phần đèn trần này. Đấy. Đấy, phần cửa sổ trời này hoạt động rất là trơn tru. Phần gương chiếu hậu này, phần gương chỉnh điện này. Đó. Hai bên các bác nhá. Hoạt động rất là ok. Phần kính lên xuống. Đây là phần hộp đựng kính này. Phần chắn nắng này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đây là một mẫu xe gia đình. Không taxi, không dịch vụ một ngày các bác nhá. Máy chất gầm chắc, côn số ngọt, điều hòa mát. Quần áo là ủi ngon lành. Xin này. Mời anh mặc hợp hành chỉnh chu. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2009 các bác nhé. Máy móc này khô ráo sạch sẽ các bác nhé, lỗ rất là êm. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc Gencha X. Máy của nó chỉ có 1.2 thôi. Đây là một mẫu xe gia đình. Tư nhân chính chủ màu biển Hà Nội. Giá tiền 235 triệu đồng. Máy móc này sạch sẽ các bác nhé, khô ráo. Không hề có dấu hiệu gì dầu chi. Máy đang nổ quá nhá. Tiếng máy nổ rất là êm, rất là tròn tiếng. Tất cả những cái đinh tán dần dần. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng rồi sử dụng thôi. Phần lắp cốp là các bạn ạ, lắp cabo này. Đấy, tem mác theo nhà máy sản xuất. Tất cả các lỗ của nó tròn, không hề có dấu hiệu mo méo, keo chỉ này. Keo chỉ zin. Ốc ác chưa hề động đến ca lê một lết. Phần ụ giảm sóc này. Hai bên các bác nhé. Phần tổng quan của lắp cabo. Đây là phần tổng quan khoang máy. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2009 phiên bản số tự động, máy 1.2, máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc, Gencha X.
Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.